Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc kêu gọi ông Tập Cận Bình hãy gây sức ép với Tổng thống Nga là ông Putin. Tòa Bạch Ốc vừa đưa ra lời kêu gọi ông Tập Cận Bình hãy gây áp lực để cho ông Putin tôn trọng chủ quyền của đất nước Ukraine và chấm dứt chiến tranh khi mà ông Tập Cận Bình tới thăm thủ đô của nước Nga. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, đó là ông John Kirby, đã nói với phóng viên vào hôm 21 tây tháng 3 rằng Chính phủ Washington lo ngại là Chủ tịch Trung Quốc đó là ông Tập Cận Bình sẽ nhắc lại lời kêu gọi các bên ngưng bắn. Đây là dấu chỉ cho phép các lực lượng của Nga tiếp tục ở lại bên trong lãnh thổ của đất nước Ukraine. Theo ông John Kirby cho hay, ông Tập Cận Bình hãy nên trao đổi với Tổng thống Ukraine là ông Zelensky về những tác động của cuộc chiến đối với quốc gia này. Ông John Kirby cũng cho rằng mối quan hệ giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch của Trung Quốc thiên về lợi ích hơn là tình cảm. Hoa Kỳ cho rằng đây là hai quốc gia từ lâu đã bất bình với vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên trường thế giới. Ông Tập Cận Bình đang có chuyến viên thăm cấp chính phủ tới nước Nga từ ngày 20 cho tới 22 tháng 3. Trong cuộc gặp gỡ không chính thức vào ngày hôm qua tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga và Chủ tịch của Trung Quốc đã gọi nhau là bạn thân. Ông Putin cũng cho biết rằng ông đã nghiên cứu những đề nghị hòa bình về Ukraine do Cộng sản Bắc Kinh công bố và ông bày tỏ tôn trọng những giải pháp do Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Tổng thống Biden ký đạo luật giải mật thông tin liên quan đến nguồn gốc của COVID-19. Tổng thống Biden đã ký đạo luật yêu cầu phải giải mật những thông tin có liên quan đến nguồn gốc của COVID-19 sau khi dự luật đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua khi đạo luật này được thực thi, chính quyền của tôi sẽ giải mật và chia sẻ dữ liệu nhiều hết mức, trong khi vẫn tuân thủ những quy tắc để nhằm ngăn chặn tiết lộ những thông tin có thể đe dọa đến an ninh quốc gia. Tổng thống Biden cho biết sau khi ông ký thông qua đạo luật, yêu cầu giải mật các thông tin liên quan đến nguồn gốc của Covid-19. Tổng thống Biden nói rằng ông đã chỉ đạo cho cộng đồng tình báo sử dụng mọi công cụ sẵn có để điều tra về nguồn gốc Covid-19 kể từ năm 2021, tức là không lâu sau khi ông lên nắm quyền và thông báo có ghi rằng chúng ta cần phải đi đến cùng để tìm nguồn gốc của covid-19 trong đó có việc xem xét liên quan đến viện virus học của vũ hán đạo luật trước đó đã được lưỡng viện quốc hội hoa kỳ thông qua mà không gặp sự phản đối cuối tháng trước khi tờ washington Journal đưa tin bộ năng lượng hoa kỳ cơ quan quản lý nhiều cơ sở nghiên cứu sinh học đã trình một bản báo cáo mật cho rằng virus ncov có thể dò gì ra từ phòng thí nghiệm nhưng không liên quan gì đến chương trình vũ khí trong khi đó, giới chức Trung Quốc lâu nay vẫn phản đối kết luận và họ lập luận rằng COVID-19 có thể bị dò dỉ ra từ các phòng thí nghiệm của họ. Bộ Ngoại giao của Trung Quốc vào ngày 27 tháng 2 đã bác bỏ kết luận của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và yêu cầu Hoa Thịnh Đốn hãy ngừng bôi nhọ và chính trị hóa nguồn gốc của COVID-19. Lời kêu gọi tổ chức biểu tình của ông Donald Trump không được hưởng ứng mạnh mẽ. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội True Social vào sáng 18 tháng 3 như sau. Ứng viên đang dẫn đầu của đảng Cộng Hòa ở thời điểm hiện tại và cựu Tổng thống Hoa Kỳ sẽ bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 3. Hãy biểu tình, hãy giành lại quốc gia của chúng ta. Tuy nhiên, đã hơn 3 ngày trôi qua sau khi ông Trump tuyên bố rằng ông sắp bị bắt giữ, thì có rất ít dấu hiệu cho thấy lời kêu gọi của ông đã truyền cảm hứng được cho những người ủng hộ tổ chức và tập hợp trong một sự kiện lớn như vụ bạo loạn hôm 6 tháng Giêng năm 2021. Theo hãng thông tấn AP, thì những người ủng hộ nhiệt thành nhất đã từ chối hưởng ứng lời kêu gọi của ông Trump vì họ cho rằng việc biểu tình sẽ không có tác dụng. Hiện tượng nói trên khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng huy động những người ủng hộ tổ chức biểu tình với quy mô lớn như vụ bạo loạn tại Điện Capitol vào năm 2021 của cựu Tổng thống Trump, mặc dù ông Trump vẫn là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa một nhà tổ chức biểu tình nổi tiếng của đảng Cộng hòa là ông Ali Alexander đã đăng trên Twitter rằng ông ta dự tính không tham gia các sự kiện phản đối nếu như ông Trump bị bắt giữ. Một đồng minh của ông Alexander trong phong trào Stop the Steal là người dẫn chương trình và cũng là nhà tuyên truyền thuyết âm mưu có tên là Alex Jones. Riêng ông Alexander cho hay, ông đã nói chuyện với người dẫn chương trình của chia in và cả hai người đều đồng ý không tham gia các cuộc biểu tình trong những ngày sắp tới. Phản ứng nói trên trái ngược hoàn toàn so với sự ủng hộ của ông Trump nhận được sau khi lời kêu gọi người dân hãy tới thủ đô Washington để tham gia một cuộc biểu tình lớn. Tuy nhiên, kể từ sau vụ bạo loạn tại Quốc hội Hoa Kỳ, thì việc có hơn 1.000 người bị bắt giữ và bị truy tố sau vụ bạo loạn vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 đã khiến cho nhiều người từng ủng hộ ông Trump không dám tái hiện các hành động tương tự. Trong khi đó, ông Elon Musk nói là ông Donald Trump sẽ thắng áp đảo nếu như ông ta bị bắt. Sau khi một đoạn clip của Fox News thảo luận về khả năng Donald Trump bị bắt và bị truy tố bởi hệ thống tòa án của thành phố New York được đăng lên thì ông Elon Musk cho rằng nếu điều đó xảy ra thì Donald Trump sẽ giành được chiến thắng long trời lở đất trong cuộc bầu cử vào năm 2024. Trước đó chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social vào hôm 18 tháng 3, ông Trump cảnh báo rằng khả năng văn phòng công tố của quận Manhattan ở New York sẽ bắt giữ ông ta vào ngày 21 tháng 3. Ông Trump nhấn mạnh, văn phòng công tố quận Manhattan đang thảo luận về vấn đề an ninh, nếu chuyện ông bị bắt trở thành sự thật, cũng như lo sợ phản ứng của những người theo dõi cựu tổng thống ở trên mạng xã hội. Ông Trump dự đoán mình bị bắt với cáo buộc vi phạm tài chính ở trong chiến dịch tranh cử. Ngoài ra, ông Trump cho rằng văn phòng của công tố viên quận Manhattan là ông Alvin Bragg đã vũ khí hóa hệ thống pháp lý khi tận dụng mọi cáo buộc về tội nhẹ mà các công tố viên liên bang cho là không đáng để bị truy tố trở thành trọng tội. Nếu bị kết tội trước tháng 11 năm 2024, ông Trump sẽ không thể nào vào tòa bài gốc. Trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đã giành lại được Hạ viện và việc tỷ lệ ủng hộ tổng thống Joe Biden dao động gần mức thấp kỷ lục, Tỷ phú Elon Musk và nhiều người khác nhận định một vụ bắt giữ có thể dễ dàng đẩy ông Trump lên chiếm ưu thế. Đi liên quan giữa Hoa Kỳ và Philippines Hoa Kỳ và Philippines bắt đầu dự án trị giá tới 25 triệu Mỹ Kim nhằm nâng cấp phi đạo ở căn cứ không quân Baza trên đảo Luzon của Philippines. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Philippines là ông Calito Gavez Jr. vào hôm 21 tháng 3 thông báo rằng Quốc gia này và Hoa Kỳ bắt đầu dự án nâng cấp phi đạo tại căn cứ Baza trên đảo Luzon sau 8 năm trì hoãn vì những thách thức về pháp lý đối với thỏa thuận hợp tác quốc phòng gia tăng, gọi tắt là EDCA của hai quốc gia này. Dự án nâng cấp phi đạo kéo dài 2.800 mét sẽ tiêu tốn 25 triệu Mỹ Kim, không bao gồm việc nâng cấp cũng như xây dựng thêm trung tâm điều hành của không đoàn tại căn cứ này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Philippines cho biết như sau, Hoạt động nâng cấp phi đạo dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm nay sẽ làm cho căn cứ Baza phù hợp việc uh, thực hiện các cuộc diễn tập của lực lượng chung cũng như trở thành trung tâm phục vụ trợ giúp nhân đạo cũng như ứng phó về thảm họa. Trước thỏa thuận mở rộng quyền tiếp cận hạ tầng cơ sở quân sự, quân đội Hoa Kỳ được phép sử dụng căn cứ Baza cùng với bốn căn cứ khác tại Philippines, đó là căn cứ Không quân Antonio Bautista. Benito-Ebion, Lumbia và căn cứ lục quân Fort Massachay. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Philippines cho hay quốc gia này đã phân bổ 11.400.000 Mỹ Kim cho các công trình phục vụ cho dự án nói trên tại Fort Massachay, 1.8 triệu Mỹ Kim cho căn cứ Antonio Bautista, 2.700.000 Mỹ Kim cho căn cứ Benito-Ebion, và 3 triệu 700 ngàn Mỹ Kim cho căn cứ Lumbia. Khi người Mỹ nghỉ hưu thì họ thường chuyển nhà tới những khu đất đắt đỏ đến những khu rẻ hơn. Việc này giúp lấy hết vốn sở hữu nhà bằng hoặc là thậm chí vượt quá tiền hưu trí đã được tích quỹ, đã được tích lũy theo quỹ 401k và tương tự. Khoảng chừng 80% người Mỹ trên 60 tuổi sở hữu nhà. Theo một báo cáo mới của Vanguard, có tựa đề là căn nhà là nơi cất giữ quỹ hưu trí. Bằng cách chuyển nhà, người Mỹ cao niên có thể có được khoảng 100.000 Mỹ Kim vốn chủ sở hữu nhà, và thậm chí là nhiều hơn nếu như họ giảm quy mô nhà ở cùng một lúc. Đó là số tiền lớn, vì một người Mỹ trung bình có khoảng chừng 223.000 Mỹ Kim ở trong tài khoản hưu trí. Khoảng 25% người về hưu ở Mỹ bán nhà và chuyển đến một nơi nào đó rẻ hơn. Điều này không chỉ lấy được tiền mặt mà còn làm giảm đi chi phí sinh hoạt hàng ngày của họ. Trên thực tế, vào năm 2019, Tỷ lệ rút tiền từ việc bán nhà trung bình là 73% ở Colorado, tức là tăng đi từ mức chỉ có 12% vào năm 2007. Còn những tiểu bang khác có nhiều tiềm năng để rút tiền bao gồm có California và Hawaii. Điều quan trọng là vẫn có thể rút tiền ra khỏi căn nhà, kể cả là chuyển nhà ở trong cùng một tiểu bang chứ không chỉ có mỗi việc là di chuyển hoàn toàn sang một tiểu bang khác. Đối với những người cao niên đã chuyển đến những khu dân cư đắt đỏ khi họ còn trẻ, những nguồn lực đó thường bao gồm có căn nhà của họ nơi tích lũy một nguồn tiền tiết, tiết kiệm đáng kể. Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch sẽ kết hôn lần thứ năm ở tuổi 92. Tỷ phú của ngành truyền thông người Mỹ sẽ kết hôn với bà Anne Leslie Smith, năm nay 66 tuổi. Vì tỷ phú này nói như sau, tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng. Và cả hai người dự kiến sẽ là đám cưới vào mùa hè năm nay. Đây cũng sẽ là lần thứ năm tỷ phú Rupert Murdoch kết hôn vì tỷ phú người Mỹ này có 6 người con từ ba cuộc hôn nhân đầu tiên. Người vợ thứ tư của ông là cựu siêu mẫu có tên là Jerry Hall. Cả hai người ly hôn vào năm 2022. Trong khi đó, bà Leslie Smith là một cựu sĩ quan cảnh sát đã hai lần kết hôn. Bà cho biết rằng bà đã trở thành quá phụ 14 năm cách đây khi người chồng trước của bà là ông Chester Smith qua đời vào năm 2008 riêng tỷ phú Rupert Murdoch đã gặp vị hôn thê này vào tháng 9 năm ngoái tại một vườn nho. Ông nói như sau, tôi đã gặp cô ấy và chúng tôi trò chuyện với nhau một chút. Sau đó hai tuần, tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy. Tỷ phú Rupert Murdoch là chủ sở hữu của hàng trăm công ty truyền thông trong nước và trên thế giới, bao gồm những tờ báo và các đài truyền hình nổi tiếng như là Nhật Báo, Wall Street Journal, New York Post và Fox News ở Hoa Kỳ rồi nhật báo The Sun và The Time tại Anh Quốc, hay là Herosun tại Australia. Riêng nhật báo New York Post cho hay hai người sẽ về sống cùng nhau cũng như luân chuyển giữa các tiểu bang như là California, Montana, New York và sang Anh Quốc. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu.